Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 47, đề bài như sau. Em hãy cho biết miễn dịch là gì, nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết hay la mã miễn dịch có trong sách giáo khoa trang 46 và 47. Sau đây cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Về khái niệm, miễn dịch là khả năng của cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó. Miễn dịch bao gồm miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Trong đó thì miễn dịch tự nhiên là loại miễn dịch thụ động, bao gồm miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và miễn dịch tập nhiễm, tức là sau một lần bị nhiễm bệnh thì người đó sẽ không mắc lại bệnh này nữa. Loại miễn dịch thứ hai là miễn dịch nhân tạo, là miễn dịch chủ động, chỉ có được khi ta tiêm phòng vaccine của một bệnh nào đó. Ví dụ như bệnh lao, bệnh sởi, bại liệt, vân vân. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 cho sách giáo khoa sinh học 8, trang 47.